Hôm nay trưởng bên em vừa nhận được yêu cầu làm 4 sợi dây dài 3m và 4 sợi dây dài 3m2. Thế thì tiện thể em lên cái video này để giới thiệu tư vấn với các anh chị. Bên em là xưởng sản xuất dây cấp nước cho nên có thể nhận gia công theo kích thước yêu cầu. Bất kể là kích thước dài hay kích thước ngắn thì bên em đều có thể đáp ứng được. À quên, cái dây cấp nước này nó là dây cấp inox 304 dây mềm và nó sử dụng ở cái chỗ bình lóng lạnh lắp trong bồn cầu, lắp trong vòi nước. À bình thường ở trên thị trường thì phổ biến chỉ có cái dây 40cm và dây 60cm là rất là dễ tìm thôi. Có những loại dây ngắn hơn và dây dài hơn thì các anh chị rất là khó khăn và không biết là đi đâu để tìm ấy. Thì là ngày hôm nay bên em lên cái video để giới thiệu với các anh chị, bên em là xưởng sản xuất dây cấp nước. Các anh chị muốn đặt dây 20 phân, 30 phân hay là 70 phân, 80 phân, 90 phân, 1m, 1m2, 2m, 3m, 4m, 5m, muốn dây dài bao nhiêu thì bên em đều có thể đáp ứng được nhá. Và đây chính là những cái bước gia công thực tế. Cái công đoạn này là cái công đoạn dập đầu ốc này, cái công đoạn này là cái công đoạn tra ti và tra đầu ốc vào cái dây. Cái công đoạn này là cái công đoạn mà mình bóp chặt cái cổ của cái sợi dây lại. Đấy, cái dây này là cái dây dài 3m cho nên là nó khá là dài nhá. Đặc thù của cái vị khách này là người ta cần cái dây dài và cái dây chịu được áp lực nước cao. Thế thì cái dây này của bên em nó là dây cấp inox 304. Cái lõi bên trong của nó là lõi cao su tổng hợp EPDM. Đây là một cái loại lõi cao su rất là bền, chịu được axit yếu kiềm yếu, làm việc được trong môi trường nhiệt độ cao, chịu được áp lực nước cao và cái lõi bên trong của nó rất là dày. Cho nên là cái sợi dây cầm vào nó rất là đầm tay chắc tay và cái sợi lưới nó cũng không bị sập sạch, không bị xô lệch gì hết. Cả cái đầu ốc thì người ta cũng yêu cầu là làm đầu ốc inox 304 luôn. Có nhu cầu về dây cấp nước inox 304 mềm này thì hãy liên hệ với em nhé.